Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục huy động hơn 64.930 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ khoảng 1.380 km còn lại của các quốc lộ trên vùng Tây Nguyên, nhằm phục vụ tốt các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015, nhà nước đã đầu tư trên 33.000 tỷ đồng, gồm vốn trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách, vốn BT và vốn BOT, để đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ trên Tây Nguyên với tổng chiều dài trên 216 km, gồm các dự án là đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum Pleiku, quốc lộ 28, đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 và 4 qua Lâm Đồng Đắk Nông, quốc lộ 27 đoạn qua Lâm Đồng Bình Thuận, quốc lộ 20 đoạn Trại Mát Lâm Đồng, quốc lộ 25, quốc lộ 14C. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung ưu tiên đầu tư nâng cấp các quốc lộ 14C, 19, 27, 25, 24, 26, 28, 29, 55, 28B, 40, 40B và tuyến đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương, nhất là các tuyến có lưu lượng vận chuyển cao. Đồng thời nghiên cứu xúc tiến đầu tư đường sắt nối vùng Tây Nguyên với các cảng biển lớn ở vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp các cảng hàng không, đảm bảo cho các nhà đầu tư khách du lịch đến Tây Nguyên được thuận tiện hơn.